cơ? Đổ cái rau câu vào trong ly, xong rồi bây giờ đến kẹo dẻo, surprise, và cuối cùng là da cua nữa. Uống có vị gì trời, đúng là mình thật là tò mò đó. Ok, let's go, làm thôi, đợi cái gì nữa. Jen đã có chuẩn bị sẵn những thành phần mà mình cần nè. Surprise, da cua, và cuối cùng là kẹo dẻo. Không có kiếm được rau câu cho nên thôi, bỏ qua luôn. Cho kẹo dẻo vào trong ly, đổ surprise vào. Và bây giờ là đến với da cua nè. Trời ơi, không biết là tí nữa mình sẽ uống ra cái gì đây, và có bị đau bụng hay không đây. Mọi người hãy nhớ chờ đến cuối video để xem review khi mà uống nha. Sau khi mà đổ hết cái chai da cua cuối cùng thì mình sẽ cho đá vào cho nó lạnh lạnh, uống cho nó đã. Và đây là cảm nhận của Jen sau khi mà uống cái công thức này. Mình thấy cái mùi vị của da cua nó sẽ đậm đà hơn là vị của Sprite, giống như là khi uống da cua, mà da cua này là da cua có ga và có thêm một chút vị chua hơi đắng nhẹ một tí xíu thôi nè. Vị rất thú vị, rất đáng nên thử. Uống mà quen rồi là sẽ ghiền luôn đó. Một công thức nước uống không biết từ đâu chui ra, nhưng chỉ biết rằng nó rất là lạ luôn. Các bạn chỉ cần có hai thành phần, một là trà đen và thứ hai là một chai Sprite hoặc là một chai 7 up nha. Và có lẽ đây là một cách pha chế dễ nhất trên trần đời, chỉ cần nhét cái túi trà đen vào trong cái chai Sprite để qua một đêm và đây là kết quả. Trời ơi, nhìn cái màu của nó y chang là bia không, mọi người thấy không, nó siêu đẹp. Tôi còn đưa cho mẹ tôi xong rồi nói là mẹ ơi uống đi, đây là bia Thái Lan, có đứa con mát lòng mát dạ hết sức luôn, có gì ngon có gì lạ là đưa cho uống liền. Uống một ngụm đầu thì thấy chưa quen, ủa sao tự nhiên nước Sprite này lại có cái vị đắng đắng của trà đen, chát chát của trà. Trời ơi, nhưng mà uống đến ngụm thứ hai thứ ba là tao nói nó ghiệt luôn á nha mọi người. Nó mát, nó thanh, nó đã, nó sảng khoái cực kỳ, hãy thử liền đi. Khi mà nấu ăn á thì lắm lúc thất bại lắm luôn á mọi người, có những cái pha thất bại đi vào lòng đất luôn, nhưng mà cũng có những pha thất bại rất là ngọt ngào. Điển hình như là video ngày hôm nay chính là một thất bại rất ngọt ngào đó. Jen cho kẹo dẻo vào khuôn làm kem, sau đó thì mình sẽ đổ ra một chút gelatin, thêm vào một chút nước và quay lại vi sóng cho đến khi mà gelatin nó chảy ra như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước ngọt Sprite vào nha, hoặc mọi người có thể sử dụng 7 up, và mình sẽ hòa tan phần nước ngọt với gelatin lúc nãy. Bây giờ thì sẽ đổ vào khuôn để làm kem nha. Jen đang muốn làm một que kem thạch thật là trong suốt, bên trong có những viên kẹo dẻo siêu ngon, và thế là mình sẽ cho vào tủ lạnh nè, đến chiều lấy ra. Nhưng trời ơi, oh my god, thất bại rồi các bạn ơi. Cái phần thạch nó không có dính vào phần que của mình cho nên bắt buộc mình sẽ đổ nó ra dĩa như thế này. Nhưng mà mình gọi đây là một thất bại rất là ngọt ngào, bởi vì dù hơi xấu nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Cái phần thạch Sprite nó cứ núng na núng nín bỏ vào trong miệng, trời ơi nó tan, nó ngon. Còn cái phần kẹo dẻo thì khi mà bỏ trong que kem á mọi người, phần kẹo dẻo nó hơi chảy ra một tí, ăn thì ngọt ngọt và dai dai đã lắm luôn. Nhưng mà lần sau mình sẽ làm thành công và đẹp hơn.